Ngày 30 tháng 1, khoảng 500 cảnh sát cơ động cùng xe bọc thép và chó nghiệp vụ được huy động đến xã Trung An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh để vây bắt Lê Quốc Tuấn, 33 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, kẻ đã nổ súng ở sới bạc khiến 4 người chết. Bộ Công an cũng cho phép cảnh sát nổ súng tiêu diệt nếu nghi can có vũ khí chống đối. Nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng, nghi can có thể tiếp tục gây hại cho người dân và lực lượng chức năng, Bộ Công an chỉ đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ khi vây bắt. Trung tướng Lê Đông Phong và Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cũng có mặt tại hiện trường, quan sát hình ảnh flycam ghi nhận để chỉ đạo vụ vây ráp. Khu vực Tuấn lẩn trốn là rừng keo và cao su rộng khoảng hơn 2 hectare, có địa hình rất phức tạp. Do nghi phạm dùng súng nên việc vây ráp gặp nhiều khó khăn, hiện lực lượng vẫn chưa bắt giữ được kẻ gây án. Chiều tối ngày 30 tháng 1, Công an đã đưa hình Tuấn cho một người đàn ông đang làm công trình ở chân cầu Ông Chương, huyện Củ Chi, nhận diện và xác tính thông tin từ người này. Như BLO đã đưa tin, chiều ngày 29 tháng 1, Lê Quốc Tuấn cùng LQM sinh năm 1993, ngụ Củ Chi, tham gia một sới bạc cạnh nhà số 121, ấp 5 xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi. Mâu thuẫn trong sát phạt, Tuấn bỏ đi và sau đó quay lại xả súng khiến 4 nạn nhân chết ngay tại chỗ, một người trọng thương. Sau khi gây án, Tuấn cướp thêm chiếc SH biển số thành phố Hồ Chí Minh của một nạn nhân tháo chạy. Khi đến xã Trung An, Tuấn dừng lại, chặn người phụ nữ tên V, sinh năm 1993, ngụ huyện Củ Chi, cướp chiếc xe hiệu Revo để tẩu thoát. Các nạn nhân của Tuấn đều là đàn ông sinh từ năm 1992 đến năm 1974. Trong số này, phần đa ngụ huyện Củ Chi, chỉ có một người ngoại tỉnh. Tuấn được xác định mang cấp hàm thượng quý, công tác tại nhà tạm giữ công an quận 11. Tối ngày 29 tháng 1, một người đàn ông ở Trần được cho là xả súng AK trúng một xe ô tô chạy trên tỉnh lộ 15, đoạn gần cầu Bến Nẩy thuộc địa bàn xã Phú Hòa Đông. Theo hình ảnh từ camera an ninh, khoảng 0 giờ ngày 30, cũng gần địa điểm nói trên, người đàn ông ở Trần nổ nhiều phát súng vào các phương tiện lưu thông trên đường. Sau tiếng súng nổ, người dân khu vực phát hiện anh Vũ Chí Tê, sinh năm 1980, ngụ quận Thủ Đức, tử vong trên vũng máu. Giám định ở hiện trường, cảnh sát có thu vỏ đạn loại dùng chung cho súng AK và một số loại súng khác. Theo nguồn tin của BLO, người gây ra vụ giết người cướp tài sản nói trên chính là Lê Quốc Tuấn. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.